Hỏi thứ hai của Hiền Thục đó chính là thế khi mà người ta từ cái sữa lỏng mà người ta làm thành sữa dạng bột thì chất dinh dưỡng có mất đi không? Thực ra thì sữa chất dinh dưỡng sẽ không mất đi mà nó chỉ cô đặc hơn thôi. Cái công nghệ là người ta sẽ làm bay hơi cái lượng nước. Chúng ta biết là thành phần chính của sữa là nước. Muốn trở thành sữa bột thì người ta sẽ sử dụng công nghệ để làm bay hơi cái lượng nước đó đi và cô đặc dần để chúng ta sẽ có cái dạng bột. Vậy thì lúc này sẽ phụ thuộc vào cái công nghệ. Nếu mà công nghệ lúc này chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái công nghệ. Nếu mà công nghệ tốt, các cái điều kiện tốt thì chúng ta sẽ bảo toàn được nhiều nhất những cái thành phần dễ bị phân hủy nhất. Ví dụ như là các IgG, IgA thì sẽ dễ dàng bảo vệ được. Còn chất đạm, chất béo, một số các cái vi khoáng thì chúng ta rất là dễ dàng bảo toàn được. Cho nên chúng ta cũng không nên lo lắng là giữa sữa lỏng và sữa bột thì chất dinh dưỡng mất đi. Chất dinh dưỡng thì không mất đi, nhưng mà trong quá trình mà chúng ta sấy khô như thế này thì chúng ta cũng đảm bảo cái việc là diệt khuẩn khá là tốt để bảo vệ cái sức khỏe của mình khi sử dụng các sản phẩm. Công ty cổ phần sữa Atralac, dinh dưỡng vàng cho gia đình. Facebook Atralac Milk, website atralac.vn, hotline 1900 866 609.